con của nó nè, siêu đình nè, con của nó là cái này nè, mình mà xóa cái này đi là mấy cái này đi hết nè, mất hết, không còn gì hết. Đây nó dễ hiểu luôn, giống như cái da phả đi. Cái cây tìm cái góc bậc á. Ta bây giờ quay lại với thằng này, bây giờ mình thay đổi thằng đó đúng không? Cái kép màu đó, bây giờ mình vẽ trên mặt ren thế này. Vẽ trên mặt ren thế này thì mình lấy chuột đá vô, cho các bạn thấy là edit cap làm phải ha. Và sửa lại, bây giờ nhìn qua cái bên này nó có một cái edit cap plane. Edit cap plane là thay đổi cái bề mặt để mình vẽ cap. Chứ đây. Nói gì đó. Thì mình đang vẽ trên mặt đó nè. Chỗ này nó đang báo là mặt đất. Bây giờ mình chọn mặt ranh thì mình chọn sao? Tại sao để chọn được ranh? Bên này không thấy vậy. Bên này không có cây ranh top right hay không thấy gì như này. Sao để nhét mặt ranh vào đây? Em có cái ranh bên này nha. Tại cái mặt đất dưới đây ha. Sao cái chỗ này nè? Chỗ này nó có một cái bạc. Cái file chỉ ra tới mình nó cần click vô cái tam giác nhỏ nhỏ này đó, thấy không? Và click vô tam giác nhỏ nhỏ đó, click vô thì nó sẽ sổ ra là bên top right những cái phần này của mình nè. Mình sẽ chọn vào run. Làm một run bây giờ nó vô bên này nè. Nó sẽ thay thành top. Nó sẽ thay thành top và bây giờ mình bấm OK. Là được ha. Đó, bây giờ các bạn nhấn từng run 7 đi lên. Có một trường hợp nữa, nếu như bạn nào mà làm giữa hai ba phần mềm với nhau á, ví dụ như các bạn làm 3D là Solid, gia công là HTML, hoặc là một phần mềm mà để các bạn